Chào các bạn. Hiện tại mình thấy là có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip là người cuối cùng mà phiên bản là Hả Hiền tôi xong các bạn. Tại bữa mình đã từng làm clip là mỗi người một cái bè và cắm trại trên đó. Hôm nay mình sẽ thử làm theo yêu cầu các bạn luôn. Đó chính là mỗi người sẽ là một cái bè phao nha. Sau đó sẽ thả trôi tên Hồ Dầu Tiến. Người nào mà cảm thấy mà hết chịu nổi sẽ sống với các kiểu đó thì sẽ đầu hàng. Người cuối cùng mà còn trụ lại là sẽ thắng cái giải thưởng của cái series người cuối cùng các bạn. Đó chính là 10 triệu nha. Bây giờ mình sẽ dắt cả đám tụi nó đi mua phao các bạn. Rồi và làm một cái hiền phao có thể sống được trên sông. Và trụ tới cuối cùng các bạn. Rồi mình đã đến cái cửa hàng gọi là bán rất là nhiều phao đồ chơi nít luôn các bạn. Đây, phao tôm, phao rùa, rồi phao trái tim, phao bông hồng, cái kem đồ quá trời luôn. Nói chung là rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn. Nè, cái này là bít cho mấy nhỏ nhỏ như Tú nè, đó. Cái này là của con nít em ơi, thấy có chút xíu không? Cho Tú, học chân xuống. Chạm nước hả? Lạnh chân à. Này... con này ngon này hơn, con này ngon này hơn. Ừ, bít này, thấy bà này bá dài vậy không? Bà bá còn ngồi được nữa. Hương chào chị Lan hả? Bít chỉ con ngựa này. Ok, hương chào chị Lan. Có con vịt kìa. Rồi ăn chơi gì chơi xe đó em. Chắc là không gặp. Và tụi mình đã đến được Hồ Dầu Tiến các bạn. Hồ Dầu Tiến phía bên núi bên đó là núi Tây Ninh nha. Hồ này rất là rộng luôn các bạn. Tụi mình là rất thích cắm trại và làm thử khách ở đây. Và tụi nó đã mỗi người đã chọn một cái phao cho riêng mình này. Hàng Hương thì nó sẽ chơi cái phao gọi là con kỳ lân các bạn. Có quả sừng ngon đấy. Bự đấy, to và chạch vạch tròn đấy. Nói chung là Hương nó sẽ chơi con kỳ lân này các bạn. Con kỳ lân tức là con ngựa mà có sừng các bạn. Con đơm đa là ngựa bị cắt sừng. Rồi tiếp theo là thằng Dĩ. Thì nó sẽ chơi cái sàn bút xin. Bữa clip Hiền không sao với 6 sao thì nó đã chơi cái này. Hôm nay nó tiếp tục chơi cái này các bạn. Nó không hề mua cái mới luôn. Nó hết cái sàn bút xin này. Nó tiếp tục chơi cái sàn bút xin nha. Và tiếp theo là cu ăn thì nó chơi một cái gọi là cái đồ chuột nước các bạn. Đây chuột thử cho các bạn coi thử coi chân em két tí lý do vì sao em mua cái này nè. Cái này có thể che mưa được anh. Đây nè. Vậy hả? Ủa rồi coi biết biểu diễn chuột thử cho các bạn coi coi. Ok để ủa có đó là đồ chuột đúng không? Đúng rồi anh ơi. Rồi leo lên chuột thử coi đó. Đó ok đây, đây đồ che mưa em rồi, đồ che mưa em nè. Cái này là cái hàm răng các bạn, nó có thể nhai nè. Nhầm nhầm nhầm. Che mưa. Ok, nói chung là ăn nó chọn cái này vì có cái máy che mưa nha các bạn. Này gọi là cái máng chuột nước dành cho trẻ em. Nhưng cũng rất là bự các bạn. Nằm được luôn nè. Rồi tiếp theo là bạn Toàn thì chọn cái là hồ bơi các bạn. Một cái hồ bơi màu hường rất là nam tính luôn. Đúng không? Đúng rồi anh. Cái này nó rất là cao luôn bạn, 3 tầng lận. Nói chung là cái này mà nước vô là tắm trong đây luôn rồi, rất là ok ấy em. Rồi cuối cùng là bạn Tú. Bạn Tú của chúng ta thì chơi một gọi là cái này là cái bóng rổ. Bóng rổ hả? Đâu để thử coi. Trời ơi. Cái nữa, cho em thử lần nữa. Có thằng hứng mà không vô. Rồi hãy vô. Vô. Nói chung là Tú là nó sẽ chơi gọi là cái phao. Cái phao có bóng, có cái đồ bóng rổ với bạn. Rồi bây giờ là cả đám năm đứa tụi nó là sẽ chế tạo cho mấy cái phao này để có thể che mưa che nắng và cả năm đứa sẽ ra ngoài đó thử khách các bạn. Người cuối cùng còn ở tên cái hiền phao các bạn. Tức là đứa nào mà chịu không nổi lên đất liền hoặc là xuống dưới nước là lội. Còn lại người cuối cùng là sẽ thắng cái giải hưởng là vẫn vô hưởng lợi của mình đó là 10 triệu. Nội cái tiền mà mua mấy cái phao này là 4-5 triệu rồi các bạn. Tiền mua mấy cái phao này là 4-5 triệu rồi. Và giải hưởng là lên đến 10 triệu luôn nha. Ok. Bây giờ tụi nó sẽ thiết kế cho mấy cái thuyền này đó để có thể che mưa che nắng nha các bạn. Nó sẽ dùng bạc, dùng lá cây, dùng bất kỳ cái thứ gì miễn coi thiết kế cho mấy cái phao này có thể che mưa che nắng. Và ra ngoài đó làm thử khách. Tôi lên đên ngoài đó nha bạn. Rồi hiện tại là tụi mình đã chuẩn bị sẵn nói chung là trang bị cho mỗi người bạn. Nhưng mà những trang bị này là hên xui nha. Ở đây là mình có những cái món trang bị như là nước uống nè, mì gói,
bánh đồ các kiểu này, có 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ theo vị trí là 1, 2, 3, 4, 5 luôn nha các bạn. 5, và ở đây là đồ dùng thì có là 1, 2, 3, 4, 5, 5 món. Nói chung là đồ ăn là mình sẽ từ bên đây qua 1, 2, 3, 4, 5. Đồ dùng cũng từ đây qua luôn 1, 2, 3, 4, 5. Và mấy cô nó sẽ vòng quay các bạn. Nó quay vào số nào thì nó sẽ lấy cái món dụng cụ của cái đồ đó. Đầu tiên tụi mình sẽ quay trước là mền gói các bạn. Mền gói nha. Rồi Hương quay trước ha. Ok. Bấm. Cái này lấy nhẹ cái túi ngủ cũng được. Số 5 được rồi. Rồi Hương được số 5. Gắn liền, sử dụng luôn. Cho mày hỏi. Bữa cắm trại heo màu là cái tập về này là của ông Hương nó mua á bạn. Sao may mắn vậy? Đúng rồi. Đồ của chủ mà đi về luôn. Thôi mày hợp lý vậy. Đi đâu về đâu được. Rồi tiếp theo là Toàn Lít. Để xem Toàn được số mấy cho bạn. Rồi Toàn được số 1. Wow. Cái gì? Cái này là cái mền màu cam. Trang bị này là của ông ăn hồi bữa. Nó cắm trại màu cam. Rồi tiếp theo là Tú Lít em. Để xem Tú được cái số mấy các bạn. Rồi Tú được số 3. Trời ơi. 1, 2, 3. Đây một cái ôm màu xanh dương. Rồi tiếp theo là Dĩ. Dĩ bấm thì ăn khỏi bấm nha. Số 4. Rồi Dĩ được số 2. Số 2 là chính là cái túi ngủ các bạn. Và món cuối cùng không cần quay sẽ là của cô An. Đó chính là cái gói 1k bữa của em luôn đúng không? Dạ. Rồi tiếp theo sẽ là quay đồ ăn và cho cô An quay trước. Rồi ăn được túi số 4. Gồm có là 2 gói mì hảo hảo, 2 chai nước và 1 bịch snack. Rồi Dĩ được số 1. 2 gói mì và 1 cái bánh sandwich. Rồi Tú được số 5. Chúng ta sẽ có là 2 chai nước suối, 1 chai steam, 2 bịch snack khoai tây. Rồi Toàn được số 2. 3 chai nước suối, 1 gói mì và 1 bịch snack. Rồi cái này là số 3 là wow. Cuối cùng là của Hương là gồm có là 2 chai nước suối, 1 chai steam, 1 bịch bánh nui chiên, 1 cái bánh mì ngọt và 1 bịch snack không có bị gói nha. Nói chung là mình xui về sự thấm cúng nhưng mà mình hên về đồ ăn. Nè bỏ vô đi. Cái này không bỏ được, cuối thằng kỳ vậy. Ok bây giờ cả đám tụi nó là sẽ sử dụng những cái trang bị này để dành sinh tồn với tên cái đó các bạn. Sinh tồn phải có dạng là ăn nhín nha chứ không phải là tạo thức ăn các bạn mà là nhín đồ ăn nha. Cái đó là mấy em có được quyền bắt cá hay là bắt tôm rồi đó. Nếu bắt được. Sống. Ăn sống luôn cũng được. Và lực chơi rất là đơn giản các bạn. Đó chính là tụi nó sẽ lên đền nó trên cái những cái chiếc bè này đó các bạn. Đây tụi nó làm là có thể che mưa che nắng được cái kiểu, nói chung là nó sống trên mấy cái bè này. Người nào sống tới cuối cùng sẽ thắng cái giải thưởng là 10 triệu. Còn người nào mà đầu hàng thì vô bờ thôi các bạn. Dạng như là hết lương thực nè, rồi cái bè bị chìm, hoặc là hết nước uống hay đồ ăn, hay là nói chung là bị một cái nguyên tố gì đó mà nó không thể nào mà chơi được nữa thì đầu hàng. Đi vô. Người sống cuối cùng sáng 10 triệu nha. Nói chung lực chơi đơn giản như vậy thôi. Bạn thích cái series người cuối cùng này của mình hãy nhấn like, chia sẻ mạnh tay lên nha. Còn bạn nào mà chưa nhắn đăng ký kênh thì chịu khó click phát. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Ok đi thôi. Bây giờ mình sẽ review liều của từng người nha. Đầu tiên là liều của bạn Tú nha. Tú giới thiệu liều của em coi đâu. Ô cửa vào bên nào. Cửa vào bên đây hả. Đây là cái cửa vô của thằng Tú nè. Căng ra vậy à, gió hội căng ra là nó sẽ ngủ ở trong cái đồ chơi bóng gỗ mà nó trùm cái tấm bạc lên như vậy các bạn. Nó dằn mấy cái cây ra nó trùm tấm bạc như vậy để che mưa che nắng. Rồi cái phao này là của thằng Dĩ các bạn. Cái sàn boxing nó cột mấy cái tấm bạc ở ngoài như vậy nè. Rồi nó chừa mấy cái khe hở này các bạn để dành mưa tạt vô nha. Bên trong khá là rộng luôn các bạn. Con ngựa bảy màu của thằng Hương thì nó cột lá cờ. Bên Dĩ cũng có lá cờ các bạn, mình phải quên review nha. Nó cột lá cờ vô cái đuôi như vậy. Rồi. Sao chụp cái đầu nhỏ lại rồi. Cho ấm tối ở biển lạnh đó. Rồi ngủ sao? Thì dở lên ngủ rồi. À chui vô vậy hả? Nguyên khu chung cư luôn. Đồ ăn nó bỏ vô đó. Mày hiểu tiền nghi. Rồi cái đây là cái con hà mã của cô An các bạn. Đây là cái miệng đó nha. Hà mã đang uống cái răng à.
Bên trong thì có gói mền, đồ xanh le luôn, quá đã. Ngủ trong đó. Yeah. Đây là cái cửa. Yeah. Cái miệng là cái cửa. Yeah. Còn cái này là của thằng to các bạn, cái hồ bơi. Hồ bơi cái nó chỉ cần đơn giản là trùm tấm bạc lên là xong rồi nha các bạn. Mỗi lần đấy muốn vô thì nó sẽ mở ra như vậy. Đó, chui trong đây. Rất là hường, nam tính luôn. Còn cái lều đó là của mình với lại cameraman ở nha bạn. Ở đây là mình có một cái huyền phao bạn. Có máy để dành kéo tụi nó ra ngoài luôn nha. Nói chung là mình sẽ chạy cái con thuyền này và kéo nguyên một đám phao của tụi nó ra ngoài xa ngoài đó. Sau đó cho tụi nó ở ngoài đó, của mình thì chạy vô đất liền trong đây các bạn. Cứ tới giờ mà bốc thăm hay cái gì cái kiểu rồi mình sẽ ra mình cho tụi nó bốc thăm. Và tiếp tới đồ ăn hoặc là mấy cái trò chơi đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi kéo tụi nó ra nha. Đó, anh chưa ra ngoài đó, anh ngồi nó rồi. Rồi, đi. Rồi chú vô ấy. Chú vô rồi. Chú vô tao đẩy à. Thì tại có gì bất ổn không em? Nhức đầu anh, nó cứ lắc lư rồi. Với chú em nó bị xì nước đen. Cái đồ hót nước đó hả? Đúng rồi, nó cứ chảy nước vô. Nó cứ xì vậy hả? Đúng rồi. Nước nó cứ xì liên tục vậy hả? Em phải lấy áo cứ dắt xong rồi để lại chị. Đâu? À, không nước sao nó dắt ra vậy hả? Đúng rồi. Đồ cũng không minh á. Rồi tối ngủ sao dắt? Phước trắng đêm để dắt anh. Rồi mình đã đưa cả đám tụi nó ra ngoài đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ xem là đứa nào nó sẽ đầu hàng ra phút giây hướng máy đồ các kiểu các bạn. Đây mình sẽ nhắn bắt đầu nha các bạn. Đây thời gian bắt đầu chạy. Nói chung là ai đầu hàng ở phút hướng máy thì mình sẽ cập nhật nha các bạn. Tụi nó đang ở phía ở đây nè các bạn. Nam Hằng nha. Rồi hiện tại là trời tối các bạn, nên mình đã chèo ra ngoài đây để mình phỏng vấn xem là Nam Hằng có thằng nào đầu hàng hay không nha. Rồi mình đã đến được cái sàn boxing của cu dĩ các bạn. Mình sẽ phỏng vấn xem là nó sống chết ra sao nha. Sao em? Bình thường anh, ấm cúng lắm. Ấm cúng luôn. Có một cái túi ngủ. Rồi ăn gì chưa? Ăn hết cái bánh nè anh. À, cái bánh ngọt rồi hả? Mà chưa uống được, chưa nước còn nguyên nha. Chưa uống biết nước là luôn. Đúng rồi, chưa không khát nước nữa. Nãy uống nước xong rồi. Có đâu. Nói chung là cái liều của cô Dĩ là cũng khá là ấm cúm nha các bạn. Đây. Mát mẻ nè. Mình lấy chân mình móc vô để mình không bị trôi ra. Mát mẻ lắm. Mát mẻ luôn. Ở này có gió thổi vô. Gió thổi vô cái lỗ này. Ok, tiếp theo mình sẽ qua bên thác nha. Rồi ok, tiếp theo chúng ta đã đến cái con gọi là con hải cẩu. Hải mã. Của cô An. Ủa cái con bên cái cửa bên kia thành cửa bên đây rồi. Dạ, cửa bên đây an toàn hơn cửa bên kia. Cửa kia nó nhỏ hả? Dạ, cửa bên kia mà nếu mà em cứ dịnh vậy nè. Nước tới vô. À. Kế bên mực nước biển luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi tối mà sóng gió cái là An sẽ tắm mưa, tắm nước biển luôn. Toàn an rồi anh ơi. Bây giờ sao? Cảm giác giờ sao? Bình thường anh, cũng được. Không có gì hả? Dạ. Có sợ sóng gì không? Không. Vẫn khỏe. Dạ. Rồi tiếp theo mình sẽ đến con gọi là con ngựa bảy màu nha bạn. Con ngựa bảy màu của nó thì ló cái sừng ra nha bạn. Nó đã bị cắm sừng. Rồi hiện tại bây giờ sao em? Bình thường thôi, có gì đâu. Không có gì hót anh hả? Không gì hót anh. Bạn bình thường. Tiêu thụ được butternut. Ăn butternut. Rồi nó uống gần nửa chai nước. Uống nửa chai nước. Là cảm thấy ổn cho đêm nay rồi. Ok. Nói chung là mới có đêm đầu tiên thôi, chưa có gì hót hết bạn ơi. À, con gái à. Cái gì? Đi vệ sinh được khó anh ơi. Đi vệ sinh khó hả? Dạ. Đúng rồi, tới đây đi vệ sinh đúng chắc đi là khó rồi. Hello. Gì anh? Nước sao rồi? Nước vẫn còn anh ơi, vẫn còn đồng. Mà nó chỉ rỉ thôi đúng không? Đúng rồi, mà ướt nhiều. Rồi, tối nay Toàn mà ngủ mà quên xúc nước ra là Toàn sẽ ngủ trong nước nha bạn. Em sẽ ngâm mình trong biển. Hiện tại là nghe sao không? Hơi lăng lăng chứ anh. Nghe say sóng hả? Hơi nhức đầu. Hơi nhức đầu. Đúng rồi. Ăn uống gì chưa? Chuẩn bị ăn bánh xà lách rồi. Chưa ăn xà lách, chưa ăn uống gì hết luôn, chưa khui luôn. Chưa, còn điên luôn. Rồi, mà chưa kháo luôn các bạn, chưa ăn uống gì luôn. Cái mền chưa sử dụng luôn, nó chỉ mặc áo phao vô, nó sao chìm thôi. Mất công chìm. Rồi, ok, mình sẽ đến người cuối cùng. Cái liều của bé Tú bị gì đâu mà nó chìm dưới nước luôn các bạn. Rồi, hiện tại là cái liều của cô Tú là nó bị
gió hội bay cái mấy cái cây xuống dưới nước các bạn, nửa cái trên bờ nửa cái dưới nước như vậy. Rồi hiện tại có bị gì không em? Không anh, chỉ bị hư cái liều thôi. Đúng. Nước có vô gì không? Không vô luôn. Không vô. Nãy giờ kêu bóng rổ không? Vậy sao chơi? Ai kêu em chọn cái đồ chơi bóng rổ chi đã đời không chơi được. Không nghe gì hết nè, sao sống gì không? Nó nhức đầu xíu anh. Rồi nhức đầu xíu. Ăn uống gì chưa? Ăn mấy cái thịt bánh. Ăn thịt bánh. Rồi tối nay mà mưa là Tú nó sẽ tắm mưa luôn nha các bạn. Nước nó chảy vô là em chuẩn bị xúc nước, mệt nghỉ luôn. Quá dữ luôn, rồi coi bây giờ lo mà sửa cái liều đi. Ok, tạm biệt. Đó, nói chung là mấy con cu là nó đều bình thường đó nha các bạn. Rồi hiện tại thử thách của tụi mình đã được là 16 tiếng các bạn. 16 tiếng 22 phút rồi. Và hiện tại đang là 10 giờ sáng các bạn. Gió rất là nhiều và sóng cũng rất là nhiều nha. Nó cứ cạp 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 như vậy đó bạn. Đây bạn thấy như là biển các bạn, nó cứ cạp như vậy nè. Và mình có đi chợ và mua được là một hộp xôi mặn, một hộp xôi đậu đen và một hộp xôi gắt, một bịch, một ly chè và một cái bánh tiêu xôi bạn. Nói chung là 5 món ăn ăn sáng đơn sơ. Tại vì ở đây không có siêu thị các bạn, nên mình ra ngoài chợ mua đại mấy gói xôi luôn. Và cho mấy con cu nó bốc hâm nha. Nói chung là thử thách lần này thì cứ mình lâu lâu là mình lại có những cái bốc hâm ăn những món ăn vặt như vậy thôi bạn. Không có cấp nước nha. Rồi anh Vĩ được chè sôi nước. Chè sôi nước. Rồi chúng ta đang đến với người thứ hai, đó chính là cu An. Ở trên cái con hà mã mà nó bị chui qua ngược lại mấy bạn. Cái miệng bên kia mà mình qua không được. Hiện tại bây giờ sao em? Bình thường anh ơi. Anh thấy sóng quýnh vô mặt luôn kìa. Để xem là bạn ăn của chúng ta sẽ có cái món chè xôi gì nha. Rồi chúng ta sẽ có xôi đậu đen. Ok, chào bạn Kỳ Lan. Hello. Bây giờ nghe sao? Đâu Kỳ Lan trên mà, hương chỉ là đại thôi. Bây giờ nghe cảm giác sao rồi? Không có gì xảy ra hết. Không, sai sóng không có gì hết. Không gì hết. Bánh tiêu xôi. Ngon. Rồi tiếp theo là bé Hường nha bạn. Cái lỗ sao em? Quán con xì nước. Nãy chạy út quần. Chúng ta xem toàn có gì. Xôi mặn. Rồi chúng ta đến với người cuối cùng, đó chính là bạn Tú các bạn. Cái liều của bạn Tú đã bị quýnh văng dưới sông luôn rồi các bạn ơi. Tối bây giờ có chơi bóng rổ không em? Không. Cái liều văng dưới sông luôn rồi, giờ mưa rồi sao? Mưa thôi. Tắm mưa. Hút nước. Hút nước ra. Rồi tối qua cũng được không? Bình thường. Có sai sống gì không? Bình thường luôn. Rồi do Tú là người cuối cùng nên không cần bốc hâm các bạn. Đây là cái gói xôi xôi gắt. Gói xôi cuối cùng luôn á của em á. Ăn mấy này cho dễ tiêu hóa. Rồi làm thức cho cá ăn rồi nha. Còn mấy chai nước em? Ba chai. Còn y ba chai luôn. Xạo hả? Đâu lấy ra coi. Ủa? Chưa uống gì luôn? Chưa. Không uống giọt nước nữa hết luôn. Ủa hôm qua giờ em uống nước biển hay gì hả? Có, hôm qua giờ em nằm xong cái em ngủ đến sáng. Nằm ngủ thôi, không uống nước luôn. Wow, dân chơi, dân chơi. Nói chung là Tú là cái ý chí sinh tồn của nó rất là cao, nhưng mà cái khả năng mà lập liều của nó bây giờ nó bị văng dưới nước các bạn. Trời mưa cái là nó sẽ uống nước mưa luôn nha. Nó không kèm uống nước luôn bạn, ba chai nước còn nguyên luôn nha. À, nói chung là cái khách lần này là tụi nó sẽ đi vệ sinh đồ xuống dưới hồ luôn các bạn. Nên là tụi nó cố gắng nó trữ càng nhiều nước càng tốt các bạn. Như Tú là nó không phải uống miếng nước luôn, để dành nước để có thể là sống dai nhất có thể. Còn mấy thằng nào mà uống nước nhiều quá thì sẽ hết nước được các kiểu các bạn, là có thể sẽ đầu hàng nha. Thử thách lần này là chỉ có là hai yếu tố để đầu hàng thôi, đó chính là hết nước và cái hiện phao này nó sẽ bị đi hơi các bạn. Chút nữa nắng lên được các kiểu nó sẽ xẹp lại được nữa, với lại có thể là bị trời mưa nữa. Ok, bây giờ mình sẽ chèo vô bờ. Chút trưa mình sẽ ra tiếp nha bạn. Ở đây rất là say sóng luôn các bạn ơi. À, Khương nó bị lật xuồng rồi các bạn ơi. Đó, Khương lật xuồng kìa. Rồi, bạn Khương lật xuồng rồi, gió mạnh quá. Mình sẽ chạy lại với bạn.
chắc không cần lo đâu, lặt cái này, lặt này vậy nè. Ờ không có, không có lên bên hông nè, ngay đây có đồ vịnh nè, thấy không? Đây nè, ờ leo lên. Mình nó bị lọ vì cái lý do vô. Sao 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 té xuống hả? Cho à, hỏi. Hồi nãy hôm nghiêng qua nhìn đang nằm ở cái bì bì á, nghiêng qua nhìn cái là cái ồn. Nhảy cửa hả? Đây là một câu chuyện buồn. Lên, đây nắm tay kéo lên nè. Đâu có độ đâu. Được, được, nắm tay kéo lên. Từ từ nắm từ từ chứ nắm cứng mà. Đuối đuối à. Lấy chân đưa lên, đưa cái chân, một cái chân lên trước. Một cái chân lên trước. Rồi ok. Rồi bạn Hương đã bị lội đầu tiên các bạn. Lội bị rất là xàm luôn. Do cái con ngựa của nó bạn có độ thăng bằng không tốt quá, cái nó nghiêng ra. Thôi là lật hả? Cái đầu nó nặng quá rồi kìa. Cái đầu nó nghiêng nó không lên được luôn kìa. Rồi chúng ta đã có một người đầu tiên bị lội. À hồi nãy mình không có đem điện thoại, mình không có xem giờ đó bạn. Kết quả là Hương nó bị lật huyền ở phút thứ 19 tiếng 15 phút các bạn. 19 tiếng là Hương tạch do lật huyền các bạn ơi. Đây là một câu chuyện buồn. Hiện tại là 21 tiếng 49 phút. Và chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo các bạn. Từ sao các bạn thấy cái thằng mà giơ tay nó giơ tay đó không? Dẹp quay đi, vô đây. Đang ra, đang ra. Ok, đang ra. Mỗi lần là mình phải ra cứu nó là mình phải đi như vậy cực lắm các bạn ơi. Ok, ok. Bị gì ạ? Ngập luôn anh ơi. Ngập luôn rồi. Nắm nắm tay, nắm tay. Nắm tay, nắm tay thật chặt. Nắm. Cái gì đây? Cái gì đây? Thì em ngập rồi. Thì... cái gói gì nước nhẹp gì đưa cho anh là sao? Hết chơi được rồi anh ơi. Em xin thua hả? Người đầu hàng ở phút thứ 21 tiếng chính là của An các bạn. Mình kia cử gì mày? Cái gì đây, cái gì sâu gì tùm lum à? Em ăn chừa cái vậy luôn lúng cái vậy á. Sao chìm kìa? Nó xì hết rồi anh ơi. Ở đây nè anh coi nè. À, nó xì hơi. Xì quá giờ đứng lên cái rồi. Thấy chưa? Còn em giờ đúng chuẩn cái phao cầu thượng luôn em, được trượt nước. Còn còn em ngồi hướng này thì nó đây nè. Đâu em trượt xuống cho anh coi thử coi. Được rồi. Đó, thúc hoài luôn. Rồi. Ok, chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo. Nắm sợi dây em. Rồi, lo anh vô. Rồi, bạn ăn của chúng ta đã đầu hàng ở phút thứ 21 tiếng 49 phút nha bạn. Rồi, lên thuyền em. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Yeah. Yeah. Rồi, hai bạn trẻ này đầu hàng các bạn. Hai già trâu. Welcome. Rồi, tiếp theo mình sẽ phỏng vấn bạn Toàn xem là tình hình là sống chết ra sao các bạn. Vẫn còn cười rất tươi. Có bị gì không em? Bị ngập nước anh. Ngập nước hả? Đúng rồi, nó chảy nước vô. Wow. Nước vô ngày càng nhiều. Đúng rồi. Tò nó đang ngồi tao cái vũng nước luôn các bạn. Hay là em đá trong quần không nội? Có đâu anh. Đá sao nhiều. Cái áo em nó ướt nhẹp luôn rồi. À, nói chung là còn ba người chơi đó chính là Toàn, Tú với lại cô Dĩ. Mà Toàn thì nó đang bị gọi là xì nước vô các bạn. Cái này là cái phao, cái hồ bơi TM màu hường rất là cá tính luôn. Kết quả là nó bị vô nước ở cái chỗ khoát nước các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên của chỗ Tú nha. Thử coi nó như thế nào. Ủa cái lều đâu rồi Tú? Rồi đây là cái gọi là cái hồ bơi mà có đồ chơi bóng rổ của Tú các bạn. Tình hình là cái lều của Tú đã đi heo mây gió rồi nha các bạn. Nó phải háo ra vậy luôn. Hiện tại giờ nghe sao? Nghe bình thường anh. Không có gì hết. Chỗ em đâu bị gì đâu. Không có vô nước, không có gì hết. Chỉ bị hư cái liều thôi. Nằm xuống đây như máy lạnh vậy. Cái là mát hả? Đúng. Ok, bây giờ mình sẽ lên người cuối cùng đó chính là cô Dĩ các bạn. Rồi, người chơi cuối cùng đó chính là cô Dĩ các bạn. Tình hình là sao em? Bình thường ra anh. Đây nhìn khán giả nè, ngồi trong đó. Rồi, hiện tại là lương thực còn gì bao nhiêu? Nước rồi dưới đây à? Đâu lấy ra coi coi.
Hết luôn rồi. Phải coi mới biết chứ ăn gian hả? Hết nước hả? Rồi là cu vị nữa chỉ còn có nhiêu đây nước thôi. Sao em tiêu thụ nhiều nước chưa à? Tiêu thụ nước rồi anh. Ăn đồ ăn còn nhiêu? Còn có rưỡi. Rồi đồ ăn là vậy, còn là một gói rưỡi, gói mì gói nha bạn. Anh có thể tạo ra nước cho em á. Dạ. Đây. Thôi nước này uống gì? Sinh tồn mà. Ok, nói chung là chúng ta sẽ còn có là cu vĩ là còn có một chút xíu nước và một gói rưỡi mì gói. Còn toàn có bao nhiêu nước? Toàn thì còn là hơn một chai nước các bạn. Rồi hiện tại là mình đã lấy con kỳ lan với lại cái con hà mã con ăn vô bờ các bạn. Là bây giờ là ba tụi nó là chỉ còn có ba chiếc như vậy thôi nè. Đó, còn đủ ba chiếc như vậy các bạn. Chúng ta cùng đón xem thử coi người đầu hàng tiếp theo sẽ là ai các bạn. Mình nghĩ là chắc là Toàn hoặc là thằng Dĩ các bạn. Do thằng Toàn thì nó đang bị vô nước, còn thằng Dĩ thì nó đang hết nước. Tú còn nhiêu em? Cái gì chứ? Một chai rưỡi. Thằng Tú thì còn một chai rưỡi nước các bạn. Toàn thì còn hơn một chai miếng, còn Dĩ thì đã còn chút xíu thôi. Nói chung là trận chiến này là có thể là thằng Toàn chết hoặc là thằng Dĩ sẽ hết nước các bạn. Không đâu anh, không đâu anh. Nếu trời mưa là kết quả lại khác à. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như trời mà mưa thì chúng ta sẽ có người chết, ta có thể là Tú nha bạn. Do bên Tú là nó không có mái che, trời mưa là nó sẽ tắm trong mưa luôn. Hiện tại là được 24 tiếng 31 phút bạn, 24 tiếng 31 phút. Và chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo. Đó chính là bạn ngay giữa bạn Hường nha. Ok thấy rồi, đem ra. Rồi người đầu hàng tiếp theo là bạn Toàn. Vì sao đầu hàng em? Kiệt sức của anh. Vì sao kiệt sức? Ngồi biết á, em không có nằm được á. Không nằm được. Đúng rồi. Em nằm cái là nước chảy hết. Hưng chồm quay cho mấy bạn coi là vì sao Toàn không nằm được nè. Đây. Anh Toàn nãy giờ là nó ngồi trong cái đống nước đi hả? Đúng rồi. Thì con Toàn nó bị vô nước các bạn. Nó vô riết kết quả là được một đống nước ngay đít đó nè. Không nằm được. Đúng rồi. Nằm cái nước là nó tràn vô luôn à. Nằm là nước đè tập lâm hết. Đúng rồi, nên em không có nằm. Nên em chịu đầu hàng. Đúng rồi. Ok, được 24 tiếng và Toàn tạch nha bạn. Cảm giác bây giờ như thế nào? Quá kiệt sức anh. Quá kiệt sức. Giờ chỉ muốn nằm thôi. Do ngồi từ hôm qua tới giờ là nước cứ vô không có nằm được. Đúng rồi, từ buổi sáng luôn á. Từ sáng tới giờ. Đúng rồi. Nói chung là mấy cái bè, mấy cái thuyền này là mình dắt tụi nó vô trong cái quán các bạn. Cái tiệm bán đồ bơ phao đồ á. Tụi nó tự lựa chọn. Kết quả là bạn Toàn của chúng ta lựa cái phao màu hường. Nhưng mà nhỏ cái là nó bị rỉ nước bạn. Nên Toàn đã tạch ở phút thứ 24 tiếng nha. Rồi hiện tại là còn có hai người vào vòng chung kết bạn. Đó chính là bạn Tú không có mái che. Nói chung là trời mà mưa xuống cái là bạn Tú của chúng ta là sẽ được tắm mưa nha bạn. Còn đây là bạn Dĩ, nó đang bảo toàn năng lượng bạn. Nó không dám nói chuyện đâu luôn tại vì nó đã hết nước rồi. Tú còn mấy chai nước? Chai gửi. Còn chai gửi con chú luôn. Đây là một cuộc chiến phải nói là một bên là không còn nước và một bên là còn nước nhưng mà lại không còn mái che. Nhìn phao kìa. À phao của nó đây mình thấy đang xì hơi các bạn. Nó nói chung là nó đang xẹp. Đang xẹp. Nhưng mà thấy chị bị thấy biết cái cần căng quá trời. Không biết là hai đứa tụi nó là có trụ đến được sáng mai hay không các bạn. Hiện tại là mình thấy là trời nó bắt đầu đen đen như vậy nè. Không biết là có mưa hay không. Rồi hiện tại là 26 tiếng 8 giờ tối. Và kết quả là trời bắt đầu nó chuyển mưa các bạn. Mưa đang râm râm. Đây hiện tại là trời nó bắt đầu nó mưa râm râm các bạn. Từng hộp như vậy. Và bên thuyền của bé Tú là đang bị nước mưa tấn công các bạn. Các bạn thấy cái hộp li ti không? Và trên kia thì trời bắt đầu sắp chớp luôn các kiểu. Tú có đồ tạt nước không em? Không. Rồi, tối nay là Tú sẽ làm bạn với nước nha bạn. Mà cái này chắc không sao, em trụ được. Đúng rồi, thì nó chỉ duy nhất là ướt thôi, chứ chìm thì không thể nào chìm được rồi. Tại vì tới 3 lớp phao lận, không phải chìm được. Nhưng mà nó vẫn có gọi là ướt dẹp, không biết sao ngủ nữa. Có đồ che anh, hôm nay có đồ che được. Nhưng mà nó ướt dưới đít á. Ướt cái đít. Ok, mình sẽ qua phỏng vấn bên thằng Dĩ nha. Nó bị mưa tạt vô ướt nữa bạn. Đây, mưa vẫn tạt vô nha. Còn sống chết sao em? Không anh, cái bay đâu bị tạt không? Ngay giữa không bị tạt.
Không, trong đây này, muối trong đây luôn. Muối có trồng ra làm cúm hả? À, mưa rồi kìa, lấy chai nước ra chuẩn bị hứng nước mưa em. Còn nước, còn miếng nước chiều giờ chưa uống. Ok, nói chung là hai thằng cu là đang ở vòng chung kết bạn. Không thằng nào chịu đầu hàng hết nha. Rồi hiện tại là đã 39 tiếng bạn. Và bây giờ là 8 giờ 30 sáng. Hai thằng cu nó vẫn còn ngoài đó. Phóng ra xa cho các bạn nhìn thấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy hai cái huyền nó đang dính nhau không? Nói chung là hai thằng cu nó đang tranh chức vô địch các bạn. Đây là trận chung kết của đội Tú và đội Dĩ. Tình hình là uống và đồ ăn mình đã hết từ tối hôm qua rồi nha các bạn. Nhưng với khả năng mình có thể chơi trò chơi này tới chiều, game là dễ. Thì bây giờ mình đang bị say sóng với nhức đầu lắm mấy bạn. Mà giờ cái bụng nó hơi chột chột. Giờ mà ngồi trên cái thuyền này mà đi chắc sợ cắm đầu xuống. À, hiện tại là mình thấy thằng Tú nó đang nó đang chồm ra đi vệ sinh kìa. Bảo phóng lại coi thử to không. Sao quá. Nó đang đứng ở ngoài bìa các bạn thấy không? Đó nó đang chồm lên trên mấy cái hành của cái phao, nó mặc áo phao vô và nó đang chắc nó đang đi cầu các bạn. Cái quần luôn rồi kìa, nó cái quần rồi kìa Bảo. À, cái gì vậy? Chấm hỏi. Sao té rồi? Nhỏ thì vậy. Thì vậy huy té nữa. Rồi mình sẽ ra chở nó vô nha bạn. Đi thôi. Leo lên Bảo. Bảo em. Kéo quần lên vô. Kéo quần lên vô nội. Chồng cái hoài cái nó lọt xuống luôn. Đĩa hả? Nó không giữ thăng bằng anh. Đau bụng quá chịu hết nổi hả? Tính làm luôn hả? Đúng rồi mà ông trời không cho phép. Rồi tình hình là cu Dĩ đã chiến thắng cái game người cuối cùng trôi lên bền tinh hồn nè bạn. Phao tự chế nha. Nói chung là nó đã chiến thắng cái giải thưởng 10 củ rồi. Nhưng mà tụi nó quyết định là làm một màn gọi là màn tròn nha bạn. À, em trèo vô bờ nha. Tạm biệt. Đi thôi. Tạm biệt. Chạy đâu mày? Chạy đâu chạy dữ hả? Ỉa hả? Lên núi luôn rồi bạn ơi. À, nói chung là cái game này là thằng cu Dĩ nó chiến thắng các bạn. Nó vẫn ở tên đó luôn. Bây giờ mình xem thử coi sức chịu đựng là nó sẽ ở được bao nhiêu tiếng cái tên cái huyền đó nha. Đúng rồi, bây giờ là sức chịu đựng của nó mình nghĩ là nó có thể được khoảng tiếng 2 tiếng nữa các bạn. Rồi hiện tại là game này là hôm nay là cu Dĩ chiến thắng các bạn. Tại sao em lại có thể chịu đựng được như vậy? Không, tránh cũng bình thường lắm anh. Bình thường lắm? Ờ, chỉ việc ngủ à. Chỉ việc ngủ thôi là thắng hả? Có ra bụng mắc ỉa gì không? Có mà nín rồi, hết nín, rồi. Nín luôn hả? Rồi tiếp theo là bạn Tú, vì sao chịu không nổi em? Thì cái bụng nó chọc bụng quá chịu không nổi. Đau bụng á. Quyết định làm liều luôn. Làm liều cái làm cái ầm. Nói chung là cái game này là nó cũng khá là nhàm chán các bạn. Nó muốn ngoài xa lượng mình không có đi ra đi vô thường xuyên được. Không có tạo mấy cái game show đồng như tin bờ nữa các bạn. Nên khá là chán luôn các bạn ơi. Duy nhất là thử sức chịu đựng của tụi nó thôi. Khả năng say sóng rồi nhịn đi cầu rồi các kiểu hả bạn. Những cái game mà tin bờ thì mình mới có tổ chức những cái trò chơi như là quăng phi tiêu hay là bắn súng rồi các kiểu để có vui hơn. Còn cái mấy cái game tin sông nước này nè. Do có nhiều bạn yêu cầu quá nên tới hôm nay mình mới thực hiện các bạn. Do nó cũng hơi chán chán chút á. Mà nay mình làm luôn để cho mấy bạn xem cho vui nha. Hôm nay mình đổi cái cọc tiền khác các bạn. Cái cọc 100k thì rút tới ngân hàng thì mỗi lần rút là nó cứ 100 tờ 100k như vậy các bạn. Nó giống y nhau. Có nhiều bạn bình luận nói là cọc cũ. Thật ra là cái cọc nó cũng như nhau các bạn. Cái số series khác thôi. Rồi hôm nay mình đổi là 20 tờ 500k nha các bạn. Nó không có ngầu. Cọc kia gì đúng rồi gì? Cọc kia cầm rất là ngầu các bạn. Bữa nào mình sẽ vô ngân hàng mình đổi nguyên cọc mà gọi là 10 ngàn á, nguyên chồng như vậy đó bạn. Cầm nó sẽ ngầu hơn đó nha.
vậy mình kết thúc cho tới đây. Nói chung là video hôm nay làm theo yêu cầu của khá là nhiều bạn, làm thuyền phao trôi nổi tinh hồ, thử xem người nào chìm cuối cùng. Kết quả là cô Vĩ chiến thắng nha. Bạn thích cái video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì các bạn chịu khó nhấn phát. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ có quyền lợi là nhận được thông báo sớm nhất khi tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn.